Tờ Politico dẫn lời một quan chức châu Âu cho biết các nước EU đã chuyển cho Ukraine tất cả vũ khí họ có thể cung cấp mà không ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của mình. Theo tờ báo, Ukraine đang phải đối mặt với nguy cơ sẽ có cắt giảm cả nguồn cung cấp vũ khí và tài chính khi các vết nứt xuất hiện trong sự hỗ trợ của phương Tây. Vị quan chức hôm 2 tháng 10 nói với Politico rằng các nước EU không thể tiếp tục cung cấp từ kho dự trữ của mình, dù sự hỗ trợ chính trị vẫn có thể còn mạnh mẽ. Nhưng nguồn tin này thừa nhận EU đã cung cấp tất cả mọi thứ có thể mà không tự làm suy yếu an ninh của chính mình. Trong một bài báo khác hôm 3 tháng 10, Politico đưa tin việc hỗ trợ tài chính cho chính phủ Ukraine đang có nhiều rạn nứt hơn bao giờ hết. Việc Quốc hội Mỹ tuần trước không phân bổ tiền viện trợ trong ngân sách tạm thời, chiến thắng bầu cử của cựu Thủ tướng Slovakia Robert Fico và tranh chấp ngoại giao đang diễn ra của Kiev với Ba Lan đều gửi tín hiệu lạnh xuống lưng. Chính phủ Ukraine dự kiến sẽ nhận được ít nhất 42,8 tỷ đô la Mỹ từ các nhà tài trợ quốc tế vào năm tới, như đã nêu trong ngân sách dự kiến. Theo một nguồn tin ngoại giao, dự kiến sẽ có nhiều tranh cãi về ngân sách chung của EU và vì vậy không ai dám đoán trước điều gì trong thời điểm này. Một nhà ngoại giao khác cho rằng một vấn đề lớn đối với châu Âu là mối lo ngại Washington có thể bỏ rơi Ukraine. Một diễn đàn về công nghiệp quốc phòng ở Ukraine mới đây nằm trong nỗ lực tăng cường sản xuất quân sự trong nước. Các hãng Rheinmetall của Đức và BAE có trụ sở tại Anh đã đưa ra một số cam kết mở cơ sở sản xuất tại Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra ý tưởng dùng tài sản Nga bị tịch thu để đầu tư xây dựng trụ sở sản xuất. Tuy nhiên, Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal cho rằng các nhà máy sẽ không an toàn. Ông cho biết 37 cơ sở của Ukraine đã bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga. Trong khi đó, giới chức Nga nhiều lần tuyên bố các địa điểm sản xuất vũ khí do nước ngoài tài trợ ở Ukraine sẽ được coi là mục tiêu quân sự hợp pháp. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.